thể chuyển hợp đồng bảo hiểm hiện tại tôi đang có sang một công ty khác được không? Đây là một chương trình bảo hiểm nhân thọ có tiền hưu trí và chấm lời trung bình từ 6-10% lãi suất kép và không đóng thuế khi rút tiền ra. Có thêm chính sách Living Benefit bảo vệ trên 16 căn bệnh nan y. Giá trị bảo hiểm nhân thọ có thể bằng hoặc là cao hơn. Thủ tục rất là đơn giản và dễ dàng. Tôi có thể chuyển hợp đồng bảo hiểm hiện tại tôi đang có sang một công ty khác được không? Rồi quy trình chuyển đổi có phức tạp, mất nhiều thời gian hay mất nhiều tiền của tôi hay không? Rồi số tiền tôi đóng từ trước đến nay liệu có bị mất sạch hay không? Và làm sao tôi biết được việc chuyển đổi sang một công ty khác có lợi hay là bất lợi cho tôi? Đây là những nỗi lo lắng mà quý anh chị hiện đang có ý định chuyển đổi sang hãng bảo hiểm đang gặp phải. Thì phải thật sự có rất là nhiều quyền lợi cho mình thì mình mới chuyển, chứ không chuyển làm chi. Với lại theo luật trong ngành bảo hiểm, người tư vấn viên mà chuyển qua một cái hãng bảo hiểm mới cho quý anh chị thì cái điều kiện cần thiết nhất là phải có lợi hơn cái hãng bảo hiểm cũ, chứ không là phạm pháp. Đừng quá lo lắng, Leon sẽ giúp nỗi sợ hãi của quý anh chị tan biến ngay và hiểu được khi mình quyết định chuyển qua một hãng bảo hiểm mới, anh chị phải nắm được rất rõ mình sẽ được lợi gì và mất gì. Anh chị hiện đang tham gia chương trình Lan Xoăn ở một công ty khác, lại vô tình biết được chương trình Are Your Secret của Team Smart and Xoăn có rất là nhiều ưu điểm về tiền lời và nhiều quyền lợi như là Living Benefit mà hãng bảo hiểm hiện tại anh chị đang tham gia lại không có. Và sau khi đã suy xét cẩn thận, anh chị muốn chuyển đổi gói bảo hiểm của mình sang công ty Team Smart and Xoăn, nhưng bằng cách nào? Nhiều lúc suy nghĩ chắc thủ tục rất là rườm rà, mất nhiều thời gian quá, rồi lại lo lắng bao nhiêu năm tháng mình đóng tiền trong cái chương trình, sợ mất sạch tiền thì sao? Lo lắng bây giờ chuyển qua công ty mới phải đóng tiền lại từ đầu, rồi không biết nó có thật sự tốt hơn và có lợi hơn hay không? Nhiều lúc suy nghĩ cái chính sách bên Team Smart and Strong có tốt hơn cái chương trình mình đang có hay không? Ok, trước tiên Leon sẽ giải thích rõ về chương trình IO Secret khác biệt so với chương trình Term Life, Whole Life của những công ty khác như thế nào. IUL viết tắt là Index Universal Life. Đây là một chương trình bảo hiểm nhân thọ có tiền hưu trí và chấm lời trung bình từ 6-10% lãi suất kép và không đóng thuế khi rút tiền ra. Với chấm lời từ 6-10% thường đã gấp đôi so với chương trình Whole Life ở bên ngoài. Cho nên khi mình chuyển qua chính sách IUL thường cash value ở tuổi hưu trí sẽ nhiều hơn và số năm đóng ít hơn. Và đây chính là một trong những lý do mình sẽ tiết kiệm được thời gian mình đóng vào trong policy thay vì mình phải đóng đến năm 100 tuổi cho những chương trình Whole Life. Thêm quyền lợi Living Benefit là bảo hiểm sống cover trên 16 căn bệnh nan y như là đau tim, đột quỵ, tàn tật, ung thư, thay tim, thay thận, phỏng nặng và bị mù, vân vân. Và thậm chí khi bị chấn thương, hôn mê bất tỉnh, những trường hợp này mà xảy ra thì anh chị sẽ được bồi thường số tiền ghi rất là rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Chương trình Are Your Secret với 3 quyền lợi, anh chị có thể hiểu đơn giản và so sánh như sau. Khi mình mất đi, mình cũng có tiền, là quyền lợi tử vong thì hãng bảo hiểm nào cũng có. Nhưng thường theo kinh nghiệm Leon thấy rằng á, khi chuyển qua chương trình Are Your Secret thì cái death benefit là giá trị bảo hiểm nhân thọ của các công ty mà Leon hiện đang đại diện sẽ cao hơn những cái chương trình cũ của các anh chị. Thậm chí gấp đôi nhưng số tiền đóng thì như nhau. Ví dụ như một người khách nữ tham gia ở tuổi 35 đang đóng phí là 104 đô một tháng, một năm khoảng chừng 1.256, với giá trị bảo hiểm nhân thọ là 100.000, đã đóng được 8 năm rồi và còn 57 năm nữa. Vì chương trình Whole Life phải đóng đến năm 100 tuổi. Khi chuyển qua IUL Secret thì khách hàng nữ ở tuổi hiện tại là 43 cũng đóng y chang là 105 đồng một tháng, một năm khoảng chừng 1.260, y như số tiền mà khách đóng bên hãng bảo hiểm cũ, nhưng với giá trị bảo hiểm nhân thọ là 115.000, cũng cao hơn 15.000 đô so với bảo hiểm cũ và chỉ đóng trong vòng 20 năm. Cho nên khi chuyển qua chương trình IUL Secret, khách hàng có thể tiết kiệm được 37 năm đóng tiền, và nếu tính ra bằng con số là 46.620 đô. Và quan trọng hơn nữa, không ai muốn đóng tiền ở tuổi 65 hết. Đó là Leon đang so sánh với cái số tuổi là 43, chứ không phải so sánh là ở cái tuổi 35 tuổi trước đó 8 năm về trước khách hàng tham gia. Còn nếu như mà Leon khúc cái chương trình ở tuổi 35 đúng y như chương trình Whole Life cũ mà khách hàng tham gia cách đây 8 năm về trước,
thì giá trị bảo hiểm nhân thọ của chương trình IUL sẽ là 200.000 đô, gấp đôi so với chương trình Whole Life cũ là 100.000. Và số năm đóng chỉ có 20 năm, tiết kiệm được cho khách hàng gần như là 45 năm đóng phí. Cái quyền lợi thứ hai là Living Benefits, bảo vệ những rủi ro về mặt sức khỏe như là ung thư, tai biến, đột quỵ, thay tim, thay thận, v.v. Đại khái là khi mình bị bệnh nặng thì cũng có tiền. Đây là quyền lợi Living Benefit mà các chương trình Whole Life của các công ty bảo hiểm khác dường như là không có. Hay nếu có thì cũng bị giới hạn rất là nhiều về những căn bệnh, chứ không có đền và bồi thường trên 16 căn bệnh nan y như chương trình Azure Secret. Và khi mình về già cũng có tiền hưu trí. Và đây chính là lý do anh chị chuyển đổi, vì chấm lời bên đây cao hơn từ 6 cho tới 10%, lãi suất kép mỗi năm không đóng thuế, nếu so sánh những chương trình Whole Life trung bình từ khoảng chừng 3 tới 4% mà thôi. Quá trình chuyển bảo hiểm từ hãng khác sang Azure Secret của ThinkSmart Insurance cũng không có khó. Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu như chương trình bảo hiểm nhân thọ của quý anh chị hiện tại dưới 10 năm mà muốn chuyển qua Azure Secret của ThinkSmart Insurance sẽ phải mất đi một khoản phí đầu hàng, tức là gọi là surrender charge đó, liệt kê rất là rõ từ năm thứ nhất cho đến năm thứ 10 dựa trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của quý anh chị. Cho dù có phí đầu hàng và thậm chí mình bị mất những năm đầu tiên mình đóng trong chương trình bảo hiểm hiện tại, thì chuyển qua chương trình Azure Secret, số năm mình đóng trong chương trình Azure Secret sẽ ngắn hơn rất là nhiều, và quyền lợi trong chương trình Azure Secret sẽ được nhiều hơn, cái lợi về tiền sẽ gấp bội lần so với cái mất. Trường hợp thứ hai là trong trường hợp chương trình bảo hiểm nhân thọ của anh chị đã tham gia trên 10 năm, anh chị hoàn toàn có thể chuyển policy của mình sang ThinkSmart Insurance mà không cần phải mất một khoản chi phí đầu hàng nào cả. Thì cái trường hợp này rất là tốt, không bàn cãi nữa, bởi vì mình chuyển qua Azure Secret, chấm lời của mình cao hơn từ 6 tới 10% lãi suất kép, có thêm chính sách Living Benefit bảo vệ trên 16 căn bệnh nan y, giá trị bảo hiểm nhân thọ có thể bằng hoặc là cao hơn, và quan trọng nhất là số năm của quý anh chị chỉ đóng 20 năm thay vì phải đóng trọn đời tới năm 100 tuổi. Khoản tiền mà quý anh chị đã đóng ở công ty bảo hiểm trước có thể chuyển qua bảo hiểm mới, thủ tục rất là đơn giản và dễ dàng, chỉ mất khoảng chừng 15 tới 30 phút là xong. Leon đã hành nghề gần như là 10 năm nay, giúp đỡ hàng ngàn khách hàng trên khắp 50 tiểu bang và đã gặp không ít anh chị sau khi đã tìm hiểu và so sánh về những quyền lợi, quyết định để chuyển gói bảo hiểm hiện đang có sang Azure Secret của ThinkSmart Insurance. Cho nên quyết định chọn lựa cho một tương lai tốt, một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ tốt là nơi anh chị. Leon và đội ngũ agent rất là vui lòng được giúp đỡ anh chị xây dựng kế hoạch tài chính vững chắc ngày hôm nay.